cũng gọn chán rồi. Rồi phải dọn dẹp dọn đồ chứ là. Dọn chưa? À. Em à ngày mai em mới đi, hôm nay đi hả? Chiều này đi quá. Mà xuống đó mình mướn xe tải đi em hay sao? À. Rộng chán. Chị không có nói, chị nói là tụi em kiếm được chỗ rồi cũng mừng. Kiếm mấy tháng rồi mới ra. Rẻ, 4 triệu rẻ. Thì chủ yếu nó thì nó đây làm để chơi, ai làm rồi để mà nghỉ trưa thôi chứ đâu mà. À đúng rồi. À. Sao đó, đất 5 cây được hết.